Nghe vẽ nghe ve nghe về loài cá, rước thở tới bào là con cá nhám. Lòng trung rậm đám là con cá thu, sợ chúng đầu u là con cá cuối. Ló ra miệng túi là cá thòi lòi, câu kéo hay đòi là cá lưỡi vong. Hành binh vạn trạng là cá bóng sao, cương lạc mang vào là con cá ngựa. Dạ làm nuôi bữa là con cá chài, chửi lộn tối ngày là cá đuôi ó. Ngồi nhà to nhỏ, ngồi nhà to nhỏ là con cá gì? Ngồi nhà to nhỏ là cá lù đù. Xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuống nha. Lời đầu tiên, Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuống. Quý vị có khỏe không? Trong mùa dịch này thì chúng ta nhìn đâu đó có món gì cũng thấy thèm, đúng không quý vị? Nhà Xuân cũng không ngoại lệ. Và thật sự thì cái mùa này chúng ta càng phải chú ý sức khỏe nhiều hơn và ăn uống cẩn thận hơn. Và hôm nay Xuân muốn chia sẻ với mọi người về cái con cá đù. Đối với cá đù thì tất cả chúng ta đều biết, không có xa lạ gì hết. Nhưng có những tác dụng như thế nào của cá đù đối với sức khỏe của chúng ta thì chưa chắc gì chúng ta đã biết hết, đúng không quý vị? Thì hôm nay Xuân muốn mời mọi người chúng ta cùng chú ý lắng nghe một số những điều tác dụng tuyệt vời từ cá đù đem lại cho sức khỏe của mỗi chúng ta. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Quý vị biết không, cá đù là thực phẩm tốt đối với sức khỏe do chứa đạm có giá trị sinh học cao với tỷ lệ cân đối phù hợp với cơ thể người. Cá đù còn rất giàu chất béo không no omega 3 cần để tạo màng tế bào thần kinh và có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch. Nghe cái tên lù đù mà không ngờ nó lại có giá trị dinh dưỡng gớm ghê nha. Có lẽ đối với người Việt Nam không còn xa lạ gì với món cá đù. Là một loại cá giàu dinh dưỡng và có thể chế biến ra các sản phẩm hay món ăn đặc sản khác nhau. Và sau đây chúng ta cùng tham khảo một chút về cá đù. Cá đù hay được biết đến là họ cá lù đù. Đây là loại cá thuộc cá vượt. Cá đù là giống sống ở ngoài biển, được phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam thì số lượng cá đù được ước tính là khoảng 20 loài. Tuy nhiên các bạn biết không, nhiều nhất là cá lù đù bạc. Loại cá đù này chiếm số lượng lớn trong tổng số cá đù và đang được khai thác ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra còn có thêm các loại cá đù khác như cá lù đù kẽm, cá lù đù đỏ dạ và cá lù đù lỗ tai đen, cá lù đù sóc và cá lù đù măng đen. Quý vị thấy cái tên thôi cũng thấy khá nhiều cá lù đù ha, nghe thật là ngộ luôn á. Và sau đây mời quý vị cùng chú ý lắng nghe các thành phần dinh dưỡng vô cùng quan trọng cho cơ thể mà cá đù giúp bổ sung và cung cấp, đó là omega 3 là thành phần giúp hỗ trợ sức khỏe, giúp mắt sáng, giảm nguy cơ về mắt, hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ, vân vân. Ngoài ra, thành phần này còn có tác dụng làm đẹp da. Canxi chiếm một lượng lớn trong cá đù. Thành phần này có tác dụng hỗ trợ xương khớp, giúp khỏe xương, đặc biệt với trẻ nhỏ thì giúp tăng chiều cao. Ngoài ra, canxi còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện huyết áp và tim mạch. Vitamin B12, đây là loại vitamin quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Tác dụng của vitamin này là giúp duy trì năng lượng, có lợi trong quá trình trao đổi chất. Ngoài ra còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh, hỗ trợ tiêu hóa, duy trì sức khỏe tim mạch. Đặc biệt với phái đẹp, vitamin này giúp chăm sóc tóc, da, móng khỏe mạnh hơn. Vitamin B3
giúp thuyên giảm bệnh viêm khớp. Ngoài ra đây cũng là một loại vitamin giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giúp điều trị bệnh tiểu đường tiếp 1, tăng cường chức năng của não bộ, cũng như vitamin B12. Vitamin B3 cũng giúp cải thiện làm đẹp da tóc móng cho phái đẹp. Ngoài ra, cá đù còn cung cấp rất nhiều loại chất dinh dưỡng khác. Có thể thấy được việc bổ sung chất dinh dưỡng từ cá đù trong bữa ăn là vô cùng cần thiết. Kể cả theo dân gian hay khoa học thì chúng ta đều được nghe thấy những ưu điểm vô cùng tuyệt vời của việc bổ sung cá thay vào thịt lợn. Đặc biệt, với những thành phần dinh dưỡng mà cá đù đem lại chắc chắn sẽ giúp cho gia đình bạn luôn duy trì được khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Và đây là cá đù một nắng nè, con của Năm mua ở siêu thị á các bạn. Thật ra nhà Năm thì sợ ăn cá lắm, có mình Năm thích ăn cá thôi. Nhưng mà con nó cũng phải mua cái này cái kia nọ để cho thay đổi đó. Do vậy chỉ có mua hai cái vị cá như thế này nè. Hôm nay thì xuống đành phải mở ra để làm món ăn cho bữa cơm gia đình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tham khảo với nhà Xuân coi món ăn của nhà Xuân hôm nay gồm có gì nha. Xin mời. Và đây là phần cá mà cá một nắng mà người ta đóng gói á, thì người ta đã rửa sạch, làm sạch rồi, móc ruột luôn rồi các bạn. Nhưng mà mình đem về mình chế biến món ăn thì mình cũng nên rã đông cũng như là rửa lại và làm kỹ lại một lần nữa cho an toàn ha. Và như các bạn biết đó, ở Việt Nam trong mùa dịch này rất là căng thẳng luôn, càng ngày càng nguy hiểm. Do vậy nên không được ra ngoài nếu không có lý do chính đáng. Và nhà Xuân cũng vậy, và tranh thủ trong tủ nhà mình có gì thì mình làm nấy. Thì hôm nay Xuân sẽ làm món cá đù chiên. Đây là cá đù Xuân mới vừa chiên xong nè quý vị. Chiên thì cũng rất đổi bình thường ha. Xuân cũng tranh thủ chiên cái phần cá đù này. Và quý vị biết không, tại nhà Xuân có hai đứa cháu nhỏ đó, thì Xuân cũng gỡ phần cá đù này, gỡ cái phần xương ra khỏi. Thì tiện Xuân cũng gỡ cho toàn bộ trong người trong nhà luôn. Và nhà Xuân thì sợ ăn cá, do vậy nên Xuân sẽ gỡ xong rồi Xuân lại chiên lại, để cho nó giòn, từ từ nó giòn thật giòn, để mọi người ăn nó giòn rụm luôn á. Đó là cách của nhà Xuân. Còn nếu mà quý vị ăn cái này, chúng ta có thể làm một chút nước mắm, xong rồi cho chút đường vô, chúng ta sên cho nó kẹo kẹo á. Rồi sau đó chúng ta cho chút tiêu, chút ớt, rồi chúng ta rưới lên trên phần cá này nè, ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà món đó thì nhà Xuân thì lại không chịu ăn cái kiểu vậy. Do vậy nên Xuân làm theo cách của nhà Xuân. Còn quý vị làm nhào đường như vậy cũng rất là ngon ha. Và sau khi phần cá này nó được rồi thì Xuân sẽ bắt đầu quay qua nấu một nồi canh nho nhỏ để cho gia đình ăn luôn. Và thật sự món cá đù này thì cũng nhiều khi mình ăn một chút canh chua thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nhà Xuân có gì thì ăn đấy. Thì hôm nay thì Xuân sẽ nấu một tô canh bầu với tôm khô. Mời quý vị. Và thật ra đây là những món ăn rất đổi là bình thường, đúng không quý vị? Thì ai cũng biết làm, ai cũng biết nấu, rất là đơn giản luôn. Thì Xuân cũng vậy, thì Xuân không có chia sẻ cái cách nấu của nhà Xuân, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và nó sôi như vậy là được rồi nha quý vị. Thì bây giờ Xuân cũng cắt một chút hành lá. Ở nhà Xuân chỉ còn những cái phần hành lá như thế này nè. Nó mới lên mà nó lên chưa được bao nhiêu, ngày nào cũng hái ăn nên giờ nó có ít quá. Thôi thì kệ nó, hái vài cành ha. Sau đó thì Xuân sẽ cho vào cái nồi canh cho nó hấp dẫn. Nó mọc không kịp cho mình ăn luôn á quý vị. Thôi kệ nó. Mỗi ngày mình cần thì mình sử dụng vài lá như vậy. Trụi luôn rồi. Sau khi mình rửa sạch hành lá và sắc nhỏ thì thả vào nồi canh luôn. Phần hành lá mình trồng ở nhà như vậy nó an toàn sạch sẽ hơn ha quý vị. Và đây là phần khô mà Xuân cũng mới vừa chiên xong nè. Gỡ xương luôn rồi đó, cái áp chảo lại cho nó giòn trở lại. Mọi người thấy có hấp dẫn không? Rất là ngon luôn đó nha. Ăn bắt cơm lắm luôn nè. Bây giờ thì mời quý vị cùng vào bàn
cùng thưởng thức món khô đùi chiên cũng như là canh bầu nấu tôm khô. Mời quý vị nhé. Và như vậy là video của Xuân đến đây là hết rồi. Lời cuối cùng, Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm Xuân. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Quý vị ơi, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho năm Xuân nha. Hầu giúp Xuân có thể tự tin mạnh dạn để chia sẻ những món ăn đơn giản cũng như món ăn cầu kỳ và sang trọng đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Bằng cách quý vị hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh năm Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye! Nghe vẻ nghe ve nghe vẻ loài cá, nó lòng phỉ dạ là con cá cơm, không ướp mà thơm là con cá ngát, liện bay thoăn thoắt là con cá chim, hụt cẳng chết chìm là con cá đuối, lớn năm nhiều tuổi là cá bạc đầu, chửi lộn tối ngày là cá đuôi ó, người nhà to nhỏ là cá, là cá lù đù nè.